Sau ồn ào xài gương nhái sống ảo, Ngọc Trinh chính thức lên tiếng và tuyên bố khép lại drama tại đây. Tối ngày 12 tháng 11, trên kênh YouTube cá nhân, Ngọc Trinh cho đăng tải vlog độc hộp bán visa màu hồng có 102 và chiếc gương hiệu sống ảo. Trong clip, nữ hoàng nội y cũng chính thức lên tiếng về drama xài gương nhái sống ảo khiến cộng đồng mạng bàn tán thời gian qua. Trong vlog dài gần 15 phút, Ngọc Trinh vén màn đỏ cho dân tình chiêm ngưỡng chiếc gương và chia sẻ: "Thật ra lần đầu tiên Trinh thấy chiếc gương này trên Instagram, đặt chiếc gương này về tới Việt Nam, cộng phí, thuế thì giá của nó gần 380 triệu đồng. Mỗi một chiếc gương được có mã số riêng và chút nữa Thúy Kiều sẽ đọc cho mọi người nghe." Liên quan đến ồn ào dùng hàng nhái sống ảo, người đẹp gốc Trà Vinh tuyên bố, hôm nay ngoài việc đập hộp màn visa thì Trinh cũng muốn làm rõ hơn về cái em gương này và dẹp drama không đáng có. Nói gì thì nói, chị em mình vui vẻ khúc này nha mấy bồ. Giờ làm rõ rồi nha, đừng có đặt câu hỏi mỗi lần Trinh livestream nữa, tự coi lại tập này và tự giải đáp thắc mắc trong mình nha. Trước đó, Ngọc Trinh từng đăng tải hình ảnh thả giá với chiếc gương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, nhiều người dựa vào đường vân và màu sắc của chiếc gương nhận định nữ hoàng nội y dùng hàng nhái. Ồn ào lên đến đỉnh điểm khi người đại diện cho nhà sản xuất của chiếc gương này lên tiếng, chiếc gương mà Ngọc Trinh sử dụng không phải là hàng thật. Giữa drama, Ngọc Trinh khá kín tiếng và sau đó, người đẹp tiếp tục khoe giá bên gương hiệu và tăng hẳn tên thương hiệu vào. Dù vậy, cô vẫn trở thành tâm điểm của hàng loạt ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Đồng thời cũng trong clip, cô công khai tuyên bố khép lại drama về chiếc gương tại đây và mong mọi người không bàn tán về những ồn ào liên quan nữa.